Thánh Henry. Thánh Henry sinh năm 972. Cha ngài là Henry Bá Tước xứ Bavaria. Mẹ ngài là Gise, con gái của Conrad, vua miền Bôgôn-nha. Để bảo đảm cho việc giáo dục con cái, ngài được mẹ giao phó cho các thầy dòng Minasim, miền Sachs, rồi sau đó cho Thánh Wolfgang, giám mục Ratisbon. Nhưng thật rủi ro, trong một năm, Henry đã chịu hai cái tang, cha và thầy. Thánh Wolfgang từ trần ngày 30 tháng 10 năm 994 và vua Henry từ trần ngày 28 tháng 12 năm 994. Tuy nhiên, ở bên kia thế giới, các ngài dường như không ngừng săn sóc Henry. Một truyền thuyết kể rằng, Henry đã mơ thấy Thánh Wolfgang hiện ra viết trên tường nhà thờ hai chữ: "Còn xấu". Tỉnh dậy, Henry nghĩ rằng mình chỉ còn sống được 6 ngày nữa. Ngài vội vã bố thí rộng rãi để chuẩn bị ra trước tòa Chúa. Nhưng rồi hạn định đã qua, Henry vẫn còn sống. Vị bá tước nghĩ rằng ngài còn 6 tháng để làm việc lành. 6 tháng trôi qua, ngài vẫn sống. Lần này ngài nghĩ thời hạn kéo dài 6 năm và cố gắng sống hoàn hảo hơn nữa. Sau 6 năm, trong trường nhân đức ấy, Henry bỗng được chọn làm hoàng đế nước Đức, Roma. Trước khi lên ngai hoàng đế, Henry đã kế vị người cha từ trần, lên làm bá tước miền Bavaria. Các lãnh chúa thân thiết với ngài, dân chúng cũng cảm mến ngài sâu xa. Họ ao ước bá tước trẻ của mình lập gia đình, nhưng ngài đã hứa với Chúa sẽ sống độc thân. Vì vâng lời mẹ và dưới áp lực của các lãnh chúa, ngài nhận cưới Cunegonda, một thiếu nữ trong số 11 người con của công tước miền Luxembourg. Nàng có sắc đẹp mặn mà và nhiều đức tính làm cho mọi người mến phục. Sau các lễ nghi cưới hỏi, lúc về chốn riêng tư, Henry mở lời nói với người bạn đời: "Em yêu, anh không muốn em không hay biết rằng anh đã thề với Chúa sẽ hiến dâng hồn xác phụng sự ngài, và vì tình yêu Chúa Giêsu Kitô, anh muốn tiếp tục hoàn toàn". Và Cunegonda vui sướng trả lời: "Chúa công của em, lời khấn hứa em cũng đã hứa rồi. Thật hạnh phúc chúng ta có thể trung thành với những ước nguyện của chúng ta". Đó là đám cưới tinh tuyền của Henry và Cunegonda. Hoàng đế Henry lên ngôi và được đức giám mục thành Mayence xức dầu phong vương năm 1002. Mấy hôm sau, hoàng hậu Cunegonda cũng được truy phong và đội triều thiên ở giáo đường Paderborn. Với tính tình vui vẻ, bình dân và đầy bác ái, hoàng đế rất được dân chúng mến chuộng. Nhưng đế quốc Đức Roma lúc ấy đang thời suy vong và tình hình rất phức tạp. Vì thế, việc đầu tiên của hoàng đế là lo giải hòa các cuộc tranh chấp. Trước hết, ngài nhường quyền bá tước miền Bavaria cho Henry, người Luxembourg. Tuy nhiên, có thể nói rằng, suốt đời hoàng đế, ngài luôn phải lo vãn hồi trật tự trong đế quốc. Ngay khi lên ngôi hoàng đế, ngài mang quân sang chinh phục đất Ý, là nơi Aduin tự phong làm vua, tách rời khỏi đế quốc, dẹp tan đối phương ở biên giới gần núi Alpes. Ngài đã được dân chúng tưng bừng đón rước. Đức Tổng Giám mục Milano phong vương cho ngài tại Pavia. Trở về nước, ngài lại phải đối phó với Boleslaw, xứ Ba Lan. Mấy hôm sau, Boleslaw bị quân nhà vua đánh tan và Jaromia lên quản trị xứ Ba Lan. Bất đắc dĩ, vua Henry mới phải dùng đến binh lực, nhưng ngài luôn tỏ ra nhân từ. Chẳng hạn, Hetman vì muốn chiếm ngôi đã đốt phá thành Strasbourg. Trước lời khuyên nên trả thù thành phố dung dưỡng, Hetman, hoàng đế trả lời:
Thiên Chúa trao quyền tối thượng cho ta không phải là mang đến quanh ta những sát nhân và cướp bóc, nhất là không phải để cho ta phải thiệt mất linh hồn. Lời này đến tai Hetman và ông ta hối cải. Hoàng đế Henry bảo vệ Đức Giáo hoàng Benedicto chống lại Đức Giáo hoàng giả. Nhờ ngài, Đức Giáo hoàng nghĩ tới một giáo hội trần thế đã trao cho ngài một trái cầu bằng vàng có cấm thánh giá để biểu trưng quyền hạn trao phó của ngài, lo cho vương quyền Chúa Kitô phổ biến khắp muôn dân. Trở lại quốc gia, ngài vội lo dẹp loạn ở Lombardy, rồi với nhiệt tình, ngài đã viếng tu viện Luni, ở đó cầu nguyện lâu ngày và tặng cho tu viện món quà của Đức Giáo hoàng. Hoàng đế sống trong cung điện như trong tu viện và nghĩ tới hòa bình và đức ái. Ngài góp phần hóa cải dân Hungary bằng việc gả em gái mình cho vua thánh Stefano để gây thuận hòa giữa các dân tộc. Ngài thực hiện cuộc gặp gỡ vua Sober, nước Pháp. Đối với giáo hội, ngài lo trùng tu các thánh đường, giúp đỡ các giám mục. Đặc biệt hơn cả, ngài đã thành lập giáo phận Panbe, và chính tại nhà thờ chính tòa giáo phận này, ngài sẽ được mai táng. Trên ngôi hoàng đế, ngài luôn trung thành với lý tưởng. Giữa muôn công việc bề bộn, ngài luôn dành thời gian cho việc cầu nguyện. Tương truyền rằng, ao ước lớn lao nhất của ngài là được sống trong tu viện. Lần kia, ngài tới thăm tu viện Thánh Vannes ở Verdun. Ngài đã xin với chân phước Richard, tu viện trưởng, nhận ngài làm tu sĩ. Đức Đan Viện Phụ nói rằng, chỗ an toàn của vị hoàng đế là ở trên ngai tòa hơn là ở trong tu viện. Khi thấy vị hoàng đế khẩn nài, Đức Đan Viện Phụ hỏi, ngài có sẵn sàng thực hiện đức vâng lời cho đến chết không? Hoàng đế Henry cương quyết trả lời, con sẵn sàng. Đức Đan Viện Phụ liền nhận ngài như một tu sĩ của dòng và nhân danh đức vâng lời, truyền cho ngài cai quản đế quốc để hiến thân tìm vinh quang Chúa và ân cứu rỗi cho thần dân. Ngày 15 tháng 7 năm 1024, Hoàng đế Henry từ trần khi đã dùng trọn sức lực để xây dựng một đế quốc theo tinh thần Kitô giáo.